Nguyên một xề cải xà lách xoong cả nhà. Nhìn quá trời ngon luôn á. Đâu có từng nào mình đi chợ mua rau đâu. Ăn hết đợt này tới đợt khác. Hết rau này tới rau khác. Xanh mướt luôn. Hello cả nhà, hôm nay lại tiếp tục xách rổ xách xề đi ra vườn thu hoạch rau cả nhà ơi. Xà lách xoong cũng sang qua hai cái đám mưa lớn mà bây giờ nó lên quá trời tốt luôn rồi nè. Này là thu hoạch đợt 2 rồi nha cả nhà. Cái này mà không có thu hoạch là 1-2 ngày sau là nó sẽ già liền đó. Tại vì mưa xuống rồi cái bắt đầu nắng lên đó, nó phát lên quá trời nhanh luôn. Cái này là cắt vô đợt 2 rồi. Sang có chia sẻ cách trồng xà lách xoong trên cạn ở video trước á. Bạn nào có muốn xem đó thì vô cái video đó xem. Sang kỳ này Sang chỉ thu hoạch thôi chứ không có chia sẻ nữa. Cái này là Sang trồng ở trên cạn chứ không có nước sắp sắp. Trồng trên cái garden bed như thôi nè. Trời mà ấm ấm mà có chút xíu mưa nó rau nó mau tốt đi lắm. Cái này kỳ rồi thu hoạch xong rồi mình bón phân blood and bone ha. Không, kỳ rồi thu hoạch xong rồi mình tưới cho nó một miếng phân cá. Có quay ở trong cái video trước á. Từ lúc mà trồng cho đến lúc thu hoạch á thì Sang có chia sẻ bón phân gì luôn á. Cứ mỗi lần thu hoạch mình cứ bón phân cho nó, phân gì cũng được. Thì cái này Sang chỉ nói sơ sơ lại thôi chứ không có chia sẻ chi tiết giống cái video trước nữa. Tại vì Sang có chia sẻ chi tiết video trước rồi. Thì cái này trước khi mình trồng á, mình trộn miếng phân bò. Còn nếu nhà nào mà bạn nào có thêm miếng blood and bone á, thì hoặc là bone meal đó, thì mình trộn thêm miếng bone meal vô nữa trước khi mình trồng. Thì mình có thể gieo hạt hoặc là mình có thể trồng từ nhánh. Mình ăn, mình mua ngoài shop mình về mình ăn đó. Thì mình chừa lại cái gốc ở dưới nè, ăn khúc trên, còn khúc dưới mình lấy ngâm nước. Vài bữa nó ra rễ mình cứ ghim xuống như thôi. Mình trộn đất rồi mình ghim xuống, cách nhau khoảng chừng gang tay vậy đó. Mà bây giờ nó nhảy ra một con đống gì nè. Mày mưa xuống nước còn ẩm ẩm này nè, nó tốt quá. Tốt quá trời tốt luôn. Cái này nó chịu. Cái này là không phải nó già nha, mà là nó tốt quá, nó cao dài thọn gì đó. Mới hôm qua hồi cách nay 2-3 ngày nó còn nằm sắp sắp dưới đây nè. Nhất là trời mà nắng ấm ấm rồi cái mưa xuống, trời ơi cây nó tốt dữ dội. Cây gì cũng tốt. Nó rồi cứ mỗi lần mà mình thu hoạch thì mình tưới cho nó một miếng phân cá vậy đó. Hoặc là si sô. Cái cây này thì nó chịu trời lạnh lạnh mát mát nha. Mùa xuân hoặc là mùa thu á, với mùa đông á là the best. Mùa hè thì trồng nó mau lên bông lắm. Sang thu hoạch đợt này có thể là đợt kế là nó sẽ lên bông, nó lá nó tèo lại nhỏ nhỏ lên bông rồi đó. Sang sẽ bứng bỏ sang trồng cây khác. Sơ sơ là được một xề quá trời luôn, mình thấy không? Xanh ung tươi một cao. Xà lách xoong này bóp giấm với thịt bò không? Bóp giấm ha, cái để mấy lát cà chua ở trên mặt. Xong rồi mình xào thịt bò củ hành để lên mặt á. Rồi ăn quên đường về luôn. Vậy chứ ngoài shop bán bó gì nè, không có được tươi lắm nha. Đồng rưỡi bó. Mình nấu canh cũng ngon nữa. Nấu canh với thịt bằm hay tôm khô gì đó. Trồng có mấy cây cách nhau gang tay thôi đó, mà giờ nó nhảy ra nguyên cái garden bed. Trồng cái này là rau này, rau mùa lạnh nè. Mùa hè trồng cái này nó mau lên bông lắm. Sang ít nào trồng
mùa hè sang không có trồng rau xà lách son. Cái này thu hoạch kia rồi cũng có tháng cho ta nhớ nữa, mới đây cũng được 3 tuần tháng gì à. Thôi nếu mà bây giờ này bên bên Mỹ là mùa thu rồi đó, bắt đầu vô lạnh rồi đó, bắt đầu trồng này là đúng mùa của nó nè. Còn bên Úc sắp qua mùa hè rồi, nay mai giờ nó sẽ mau lên bông dữ lắm. Cái này nếu mà ai để già nó ra bông ra hạt thì nó rớt sớm năm sau nó vẫn lên thôi. Ừ đúng rồi, nó lên lại. Còn tại vì cái này nó quá dễ trồng cho nên sang không có chừa giống lại. Có nghĩa là bây giờ nếu mà thu hoạch cái này xong rồi đấy ha, ấm ấm một chút là sang sẽ nhổ bỏ rồi. Hoặc là mình có thể lấy cái giống mình để vô trong cái keo chậu nào đó. Mà này nói chứ dễ lắm, cái này mình đi ra ngoài shop mình mua một bó xà lách son mình ăn đó, mình lựa mấy cái bó nào có cái cọng rễ chút chút kia đó là mình ngâm vài bữa nó ra rễ là mình ghim xuống nó lên nè. Tại không có để giống cái này dễ trồng á. Mà cái này ha lại ươm hạt nó lại lâu ăn hơn á, là mình trồng bằng nhánh nha. Trồng bằng nhánh nó mau lên hơn. Ươm hạt cái hạt nho xí á, nó lên cây con chút xí á, mình biết khi nào nó mới lên cao. Trồng bằng nhánh nó mau lắm. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình hái rau chua ở đằng kia đi cả nhà, để cái xề đó đi, nặng quá không khiêng được. Rau chua này nè là nó gọi là red vine sorrel tiếng Anh á. Rau chua này nó giống như rau chua Việt Nam mình thì màu xanh, thì cái này nó loại nó sọc sọc đỏ đỏ nè. Nhìn trồng trong cái tháp gì nè, đẹp quá ha. Hồi đó trong một cái chậu, có nguyên cái chậu đó là sang cái chiếc ra từng nhúm vậy đó. Mà bây giờ tháp nào cũng rau cái bụi nhỏ nhỏ hết. Bây giờ mình chỉ cắt ngang vậy thôi. Nó nảy cái đọt lên. Này mình là trồng xà lách rồi cũng ngon lắm. Hoặc là ăn theo kiểu salad á. Này nó chua không? À, thì rau chua đó, giống như rau chua Việt Nam mình. Có loại màu xanh nó cũng chua đó. Màu xanh là thứ rau chua Việt Nam mình đó. Này của mấy người Tây họ bán trong cái shop mà nhà hàng của Tây á, nhiều khi cho có mấy lá thôi nha. Mà không có ăn cho mình nhiều đâu. Cái này như có quanh năm không? Có quanh năm, mùa đông mùa hè gì nó cũng tốt hết trơn, nó không có bị chết. Lá rồi cũng xum xê. Mỗi một cái pack, một cái pocket gì đó, nó xiết gì đó mà cũng có mọc lên được một bụi. Bụi này nó tốt. Dưới đây còn tiếp. Còn cái nữa. Rồi cái này cũng vậy nữa. Cứ mỗi lần mình thu hoạch thì mình tưới cho nó miếng phân cá, tỉa cho gọn phân cá. Còn thôi bón. Rồi cũng thôi bón cho miếng phân bò, phân chù gì xung quanh này nè. Cái góc này nè, bươi bươi xung quanh đó, cho nó miếng là nó lên phát lên tốt tiếp tục. Để bồi bổ cho nó phao rau chua. Dưới bên kia còn cái bông cải súp lơ cũng... À đúng rồi ha, quên nữa. Đi qua kia hái cái bông cải. Còn cái bông cải trắng lạc lòi còn lại. Cái bông cải trắng lạc lòi này là cái đợt của đợt đầu á, giờ cắt luôn. Còn những cái bông cải này sang trồng là bông cải vàng nè. Bông cải vàng này nó phát quá trời, bông cải vàng với bông cải tím lá nó sắp tốt. Sửa ra. Nó sắp sửa ra bông rồi. Cho nên nó là nay mai gì cũng có bông cải vàng với bông cải tím thu hoạch tiếp. Bên kia cái tím kia ra đi chưa? Chưa.
nó ngộ lắm. Mình trồng á, mấy cái cây á, là một size nha, một cỡ, là một thời gian mà nó không có chịu ra bông một lượt cho mình, nó thấy nó đẹp hơn ha. Mà nó cứ lai rai lai rai đi rồi. Và bên kia hái đậu Hà Lan đi, bữa hôm mình hái đợt trước đó, giờ bữa nay nó ra quá trời nhiều luôn. Cái này làm như là nó có nhanh hơn là cái gì snap pea hay là cái gì có pea, đầu loại thường, cái loại pea thường phải không? Cái này như đợt là thứ hai bây giờ nó ra quá trời ra nè. Cái này làm như nó sai trái hơn cái đậu kia. Đúng rồi, đậu Hà Lan này hái một hai lần nó cái thích nó ra. Đúng rồi, lần thứ hai nó ra nhiều lắm nha. Lần thứ hai nó ra nhiều. Này, chỗ để trái quá trời trái nè, xung quanh lên bông nó ra xum xê luôn á, từ trên xuống dưới nè. Con chim nó ưa cái lá này vậy tới nó mổ. Trời ơi, bữa hổm giờ cái cây này nè, cái đọt lên không nổi luôn á. Cầm đi, nó đọt lên không nổi chứ không thôi là cái cây này tốt dữ lắm nè. Cái này trụng nước sôi qua cái là còn ăn cũng ngon, không cần dầu mỡ đó. Tại vì cái này nó giòn lắm. Sau đợt này đợt sau nó cũng nhiều trái lắm. Vậy hả? Này không biết thu hoạch được mấy đợt? Nhiều, 4 đợt, 5 đợt. Vậy à? Mình thu hoạch hết này là mình trồng rau mùa hè được rồi. Hà Lan này nó có thể trồng hái tới mùa thu luôn á. Sao thấy cái cây nó tàn quá nè, chim nó rỉa. Mình được 4 năm đợt phải lại trồng lại cái đợt khác, chứ không phải là nó một cây mà nó tồn tại tới lúc đó. Chim nó rỉa lá không nè, cây nhìn xấu quắc luôn. Đó, sơ để được một rổ rồi, vợ chồng con cái ăn đủ rồi. Đây một phép này cả kilo. Cái này một pack ở trong bên Ninh họ bán sẵn á cả nhà. Một pack này là hình như coi 6 cây. Ăn về sang trồng ở trong cái garden bed nhỏ nhỏ này nè. Bên 3 cây gì đó. Rồi lấy cái này nè, dắt nó lên. Rồi bên đây quá trời nhiều nè. Một chùm. Thích ăn cái này là tại vì mình nhai luôn được cái hột trong á. Mà cái này như cái đọt đậu Hà Lan này nhúng lẩu ăn cũng được. Đúng rồi, ngon lắm, mà ăn mắt luôn. Ăn nó ngọt. 89 đô la gì một ký á. Cái đọt Hà Lan nè. Đậu này chùm nè. Trái ăn được, đọt cũng ăn được. Này có một cái chậu nhỏ vuông. Chậu này là hình như là 60 lít à. Mà nó vô đây trồng vài cái ai mà đông chứ. Đông người. Đó, đó chỉ 6 cây vô cái chậu nhỏ nhỏ gì thì đủ gia đình ăn này này dư luôn. Đây nè. Mấy trái này nó lạnh quá làm sao vậy? Đây nè. Này chắc xuất xứ từ Hà Lan, đậu Hà Lan. Nó mổ cái lá banh hết trơn người ta. Ngọt. Chim thì phá dữ lắm. Người còn ưa nó về chim. Này cái trái non sao bị gì không biết. Đây nè. Đây còn cặp này nè. Đó, cái này là sang mua cái tomato cage. Rồi mình ghim sáu cái cột gì nè. Đó. Mình clip nhau còn thôi mình nè. Ở đây còn nữa sao? Sớt. Còn thôi mình làm gì đó, mình lấy mấy cái cây trúc mình ghim được, nói chung là có gì support cho nó leo leo dắt nó lên vậy được rồi. Cái này nó đâu có cây leo tùm lum tà la giống như bầu bí gì đâu. Vô đây chúng ta. Rổ luôn á. Này nhóc là đủ ăn rồi ha. Ai muốn ưa cái này trồng nhiều một chút là thả hậu ăn.
Đó rồi này đó, cái này cũng vậy nè. Mới thu hoạch. Mới thu hoạch đâu có bao lâu đâu. Tuần rồi hay tuần đúng rồi tuần rồi ăn bánh xèo á. Này nó lên lẻ. Nó lên thấy thương công nhận cái cải này. Kéo không? Không, cái này bẻ ngang ở lên à. Cái này nhiều bạn ở trên hỏi mua ở đâu. Thấy có vẻ cũng thích luôn. Đúng rồi, cái này Sang con cũng thích nữa nè. Sang mới vô trồng lần đầu mà Sang còn mê nữa đó. Mà Sang cái tên của nó đó ha, nó gọi đây này. Cái tên này đó. Mustard Green Red Giant. Nó là bạn nào muốn mua là đó Sang mua một pack 5 đồng có mấy cây nè. Mà bây giờ Sang sẽ kiếm cái giống này Sang trồng. Mà không cái Sang có mua cái loại cải mù tạt của mấy chị Việt Nam bán mà không biết phải giống này không rồi nha. Cũng để là cải mù tạt đó. Mà chưa có gieo lên trồng rồi cũng chưa có biết là đúng cái loại này không. Chứ cái này thì shop này Sang, cái này Sang mua của shop Tây. Ở Essendon, cái nursery tên là Poynton. Poynton. Poynton nursery ở Essendon ở Melbourne nè. Này là chim nó mổ. Loại mù tạt xanh cũng có nữa, loại này tím có loại xanh là ăn cũng cay cay nồng nồng. Này con chim ốc sên gì nó ăn của người ta. Thấy không mình trồng organic không có cái phần không phải là sâu, không phải là sâu mà là bị nè nó cắn lỗ lỗ nè. Cái mùa này đó có không biết nó ốc sên quá. Nó cứ việc mỗi lần thu hoạch cái ngắt hết mấy cái lá bự mà mình ăn được đó. Mấy cái này nó lên nè. Đó rồi. Ngộ lắm nha. Cứ việc cái này với cần tây á mà mình cứ ăn hoài mà nó cứ lên hoài. Không biết chừng nào lên bông á. Hết chừng nào nóng được nóng rồi nó lên bông ha. Còn trời lạnh thì nó còn lên. Lúc nào cũng chừa chừng nhánh hay nhánh còn gì nè. Một lá hai lá còn gì đó mà tuần sau là nó tốt. Lên mập tốt luôn rồi. Nó chùm gì nè. Ăn sống ngon nhất, nó thơm. Rồi, để đây. Rồi, như một xề cải xà lách son cả nhà. Nhìn quá trời ngon luôn á. Từng này là khỏi đi chợ nữa rồi. Đâu có từng nào mình đi chợ mua rau đâu. Ăn hết đợt này tới đợt khác. Hết rau này tới rau khác. Xanh mướt luôn. Bữa nay trồng khổ qua luôn. Những cái cây dưa leo với bầu với mướp là Sang trồng rồi. Khổ qua này là Sang bữa nay Sang mới trồng là tại vì hai vợ chồng mấy bữa nay chuẩn bị làm cái vàng cho cây khổ qua này cả nhà. Thì cái cột này là cái cột hồi đó trồng thanh long cũ đó. Thì hai vợ chồng mới tái tạo nó làm thành cái vàng khổ qua đó. Thì cái vàng khổ qua này là ông xã mua cái hàng rào tạm thời. Hàng rào tạm thời đó. Hàng rào tạm thời này hình như 2 thước 4 bề dọc với 2 thước 1 bề ngang này. Nó có sẵn lưới thép. Mình gác nó lên cái trụ thanh long với theo một cái cột sắt nữa. Rồi sẵn có cái hàng rào bắt cho đó. Như đây là một tràng khổ qua thu hoạch ăn hết mùa thu luôn. Cái đất này là Sang đã trộn phân bò với blood and bone meal đó. Cho nó tơi xốp rồi. Thì bữa nay nó xếp tồi mình chỉ trồng nó xuống thôi. Trong cái đây thì có một bao phân bò với khoảng chừng 3-4 cái sẵn blood and bone này nè. Mình trộn nó chung. Đó rồi những cái dây này nè là ông xã mua trong Bunnings á. Lưới này nó bao một lớp nhựa ngoài. Sau đó mình đóng vài cái cọc sắt ở dưới chằn nó lên từ ở dưới đất lên nóc cho khổ qua nó bò. Này cũng tiện gọi lợi. Đúng ha. Rồi. Nó có một nó cái vừa có vertical mà vừa có bề dọc và ngang luôn cho khổ qua nó bò lên trái từ gốc lên tới vàng lên. Năm ngoái cũng vậy nè.
khổ qua này nó, trái nó nhiều. Trái nó nhiều lắm cho nên là mình phải làm nhiều vàng cho nó. Thế này Nam thì cái trái nó to hơn, trái to hơn khổ qua Nhật. Đó thì cái chỗ gì đó nó leo, mốt nó leo cái dọc bề này cũng có mà cái bề trên, cái trên cũng có luôn. Cái này vàng này cũng cao khoảng 1m8. Chọn ngay cái địa điểm là một cái góc của cái vườn nên nó cũng không có bị chiếm mất cái không gian. Đúng rồi. Khổ qua này mà chứ khó chăm sóc nó ra trái nhiều. Mà bông nó hình như cũng thơm lắm không? Đúng rồi, bông nó thơm lắm. Mà năm ngoái mình trồng có 6 cây à. Bây giờ năm nay mình trồng nhiều hơn chút nữa. Nếu trừ hao nữa, nhiều khi ốc sên con này kia nó ăn. Năm ngoái mình trồng ở bên Mỹ của cây vàng nên khi mà trái nó chuẩn bị mà nó cây nó tàn thì khổ qua này mới leo được 3/4 cái vàng. Năm nay trồng ngay giữa vàng cho nó lên đều ra bốn phía luôn. Cái này này ha, mình trồng mùa này mình cũng phải rải thuốc ốc cho nhiều nữa đó. Tại vì bảo vệ nó. Nó mấy con ốc nó ăn ghê lắm nghe, nó ăn ngang cái thân gì đó. Tức luôn là xong rồi đó. Nó chỉ cần cắn ngang cái thân cái là phải bỏ cái khổ qua luôn. Hồi nữa ha, là trước khi trời tối là sang lấy cái chậu xong đậy lại. Bảo vệ nó sợ nó lạnh là nó bị sừng nó không lên nổi á. Mấy cây rau Việt Nam thì cũng mùa lạnh nó không chịu nổi đâu. Bên này cái nữa để cho nó leo trên đây. Còn cái chỗ này, cái cột này nè, thì cũng mình lấy cái lưới đó mình quấn vòng 360 độ cho nó leo lên đây nè. Thành cái vòng tròn. Ừ. Chỉ là ở dưới đây chỉ là mượn cái góc thôi. Ừ. Nó lên từ từ mình cột nó vô. Ở dưới đây là sang cái trộn một bao phân bò với blood and bone ha, mình trộn lên mốt khổ qua nó lớn theo cái nào thì mình chăm sóc theo cái giai đoạn đó. Bên Mỹ nè, đây cây, còn cây này để back up thôi, nhét đại nó đi trừ hao. Cái qua này mà chịu khó thu hoạch đều đặn, nó cũng ra một nhiều tuần là rất thu hoạch được. Ừ. Trái nó ra hết đợt này tới đợt kia, càng hái càng ra nhiều ha. Ừ. Rồi lúc đó mình bận quá mình không có ra hái được á, nó bị chín luôn, nó rụt uổng hết sức uổng. Mấy năm trước nó sang trồng cái đất này là ở dưới á, lý do nó bây giờ nó nhiều trùng dữ lắm, lại gì nè, cái dưới đất này hồi đó đang có để một cái lớp vết chì rau cải dưới đây nè, nhiều dữ lắm. Ừ. Thành ra bây giờ cái tới cái giai đoạn là nó trùng nó sinh sôi nảy nở dưới đó đó, biết không? Rồi hỏi mình làm đất á, trùng quá trời trùng nhớ không? Đúng rồi. Yeah. Và cũng như thường lệ thì mỗi khi mà sang trồng rau hay là cây ăn trái thì khi mà sang chậu á thì nó hay bị mất sức lắm, cho nên á, là lúc nào sang cũng tưới phân siso này. Thì để tưới cái này là mình pha 50ml phân siso này với 9 lít nước. Cái này là đã pha rồi. Bây giờ chỉ tưới thôi. 50ml này ha với 9 lít nước. Rồi mình tưới lên để cho nó mau lợi sức. Bén rễ. Bén rễ. Cái loại này là phân nước làm từ trong biển. Phân nước làm từ trong biển, phân hữu cơ. Nó người ta recommend mình nên tưới cái này cho cây mới trồng á, thì nó không có bị mất sức, nó mau bắt rễ. Này nó bán ở ngoài Banning. Banning có bán. Ừ. Cái này như 5 lít thì 36 đô la. Nó lớn rồi mình chăm sóc nó vậy thôi.
Năm nay hy vọng Melbourne ấm hơn năm rồi. Năm rồi mùa hè mà không được bao nhiêu ngày nắng ha, không được bao nhiêu ngày nóng hết. Rồi đó, bây giờ là cây mới trồng mà mấy cái cây này là ốc sên nó mê dữ lắm nè, phải rải thuốc ốc cho nó. Vì chứ mình rải gì nghe sáng ra ha, nó nằm sắp lớp sắp lớp. Bây giờ là cũng là 5-6 giờ chiều rồi, cho nên nó là sang đậy nó lại luôn. Tối lạnh này, nó qua mùa xuân nhưng mà buổi tối vẫn còn lạnh đó, phải không? Đúng rồi. Buổi tối vẫn còn lạnh cho nên nó là ấp nó lại. Sợ con xương muối hay gì lạnh quá là cái nó chịu nổi đâu. Rau Việt Nam mà, rau dùng ấm. Cây lớn thì mình để chậu lớn, còn cây nhỏ thiếu chậu phải qua lấy thêm. Mình phải chịu khó một chút mấy tuần đầu. Còn cao cái nó lên tới cái vàng lên tới này nè. Già thì nó không lên nữa. Cái thân nó cũng khỏe, nó cứng rồi đó. Nó không cắn ngang được nữa. Đó. Sáng cái mình chịu khó mình mở ra. Rồi là xong. Một buổi chiều hai vợ chồng đi thu hoạch được một sề cải xà lách son nè cả nhà. Còn đây được mấy lá cải mù tạt. Còn dưới đây là được một rổ đậu Hà Lan, một cái bông cải trắng cuối cùng và một rổ rau chua sọc đỏ. Sang tạm kết thúc video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên đăng ký kênh, bấm nút like và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.